Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Kiếm Mặc Channel. Như vậy là tựa game đấu trường chân lý mobile đã ra mắt chính thức ở trên cả Android và iOS anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu hai clip, một cái clip dành cho Android trước, sau đó thì mình sẽ giới thiệu anh em cách tải của iOS sau. Thì mình sẽ giới thiệu một cái cách mà anh em có thể tải một cách nhanh nhất mà không cần phải fetch IP, VPN gì hết. Đó là thông qua cái ứng dụng gọi là TapTap. Thì anh em vào trình duyệt, bất cứ một cái trình duyệt nào cũng được, thì anh em đánh vào cho mình là chữ tap.io. Cái này thì mình cũng giới thiệu nhiều rồi, thì anh em đánh chữ tap.io thì trong đó sẽ có ra một cái trang, đó là cái trang chủ của cái ứng dụng TapTap đấy. Thì ở trên đấy nó có cái chữ app ấy, mọi người ấn vào để tải cái ứng dụng TapTap này về. Sau khi tải cái ứng dụng TapTap về xong ấy, thì mọi người vào TapTap ở đây. Thôi để mình giới thiệu luôn từ đầu cho anh em dễ hiểu. Đây, mọi người vào cái trình duyệt này, đánh chữ tap.io này. Không phải sợ nhiều bạn, các bạn chưa biết cái này, các bạn không biết. Sau đó thì anh em nhìn thấy cái chữ APP này, app này là cái ứng dụng, anh em kích vào. Thì anh em kích vào đây là chúng ta có thể tải được cái ứng dụng TapTap nhé. Thì sau khi mà tải được ứng dụng TapTap xong thì mở nó ra. Đây là ứng dụng TapTap này. Anh em ấn vào cái ô tìm kiếm. Đây, tìm kiếm đây. Kích vào này. Đánh chữ tìm file này, đó là cái tên của cái đấu trường chân lý đấy. Đây nó hiện ra luôn cho mình này, tìm file tactic này, region of League of Legends này, thì anh em ấn vào. Thì ở đây nó có rất là nhiều bảng, thì anh em nhìn cái bảng mà có chữ TG này là thế giới này, thì anh em cài vào cho mình. Ở đây thì mình cài rồi thì nó sẽ có chữ open, còn anh em mà chưa cài thì nó sẽ có chữ install nhé. Thì sau khi cài xong, đây, sau khi cài xong thì anh em vào game. Thì nó sẽ bắt là nó chẳng bắt gì cả mà nó sẽ hỏi anh em là chọn xem chơi ở vùng nào, thì anh em có thể chọn chơi, thì chọn là Bắc Mỹ đi. Sau đó thì vào đây thì nó sẽ bắt mình tải khoảng 500 MB nữa là anh em có thể vào chơi game được. Đây, mình đang tải 500 MB đây. Như vậy thế thôi, cái cách này nó rất là đơn giản. Mọi người làm chỉ có lẽ mất chỉ 2 phút là có thể cài xong được tựa game này ở trên bản Android rồi mà không cần phải fake IP, VPN gì như nhiều cái cách hướng dẫn khác. Ok, nếu anh em thấy clip hay thì hãy like, share như đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình sẽ làm tiếp các cái clip khác cho anh em. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi.